Vâng, một chiếc xe 2007 của Toyota thôi, nhưng các bạn nhìn thấy rất là chất luôn. Và chủ xe đã lâng full đồ chơi rồi. Đó, chính thức con này là em bán cho anh trai ở Hải Dương đây. Em là người bán cho anh ấy đây. Em là người bán cho anh đấy. Và anh đi được khoảng tầm hơn 2 tháng thì không biết là vận may gì mà anh ấy rất là son. Và anh ấy đã lên đời được một chiếc xe Beijing. Đấy, một mẫu xe khá nổi tiếng đấy, của Trung Quốc, full option với giá hơn 400 triệu. Đấy, và anh ấy để lại cho em con này. Và bây giờ để lại thì anh ấy thứ nhất là anh ấy lắp được thêm phần cảm biến lùi này. Cảm biến con này là cảm biến lùi này. Rồi là cảm biến áp suất lốp này. Rồi là lên được màn hình này, cam hành trình này, đăng kiểm dài vào lốp. Còn chất lượng xe thì nó vẫn nguyên bản. Và con xe này thì em khẳng định với các bạn, nếu như đời 2007 thì các bạn rất hiếm mua được một con xe như thế này. Chạy chuẩn 16 vạn. Từ năm 2007 giờ là 14 năm rồi, sắp sang năm thứ 15 rồi. Chạy chuẩn 14 vạn, là 16 vạn, chân ga chân côn này. Và các bạn phải nhìn này, từ những cái phần nỉ, keo chỉ thì zin 100%, không một lỗ nhỏ, vì chính tay em mua con này về em lại bán cho bác ấy. Và bây giờ thì em lại mua lại đây. Tất cả cái khuy này, ốc này. À, con này là há 2008 nhé. 2008. Em xem lại chính xác rồi, nó là 2007 không phải 2008 các bạn nhé. Đấy các bạn, đăng ký 2008 thôi. Đấy các bạn thấy đây. Tất cả đều rất là đẹp cho mọi người. Cam kết về thủ tục hành chính pháp lý chuẩn chỉnh 100%. Đây sẽ là cái gì đây? Ấy cha, thẻ bảo dưỡng này. Ngày 27 tháng 12 là anh mới đi bảo dưỡng này, bảo dưỡng tại đấy, thay dầu, lọc dầu này, kiểm tra này, kiểm tra này, kiểm tra này. Đấy, quá ok rồi. Con này thì có yên tâm rồi. Quá yên tâm cho các bạn rồi. Với cái giá tiền khá là hợp lý, hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ có 245 triệu thôi. 245 triệu thôi các bạn sở hữu được một chiếc xe đời 2007. Các bạn nghĩ là đời nó sâu thôi, nhưng mà thực ra này, nói thật với các bạn là 2007 mà còn chất như con này thì khác hiếm đấy. 2009, 2010 chưa chắc đã ăn được con này đâu. Em khẳng định với các bạn một câu là như thế. À, tất cả đều rất là đẹp. Keo chỉ còn rất là zin. Keo chỉ rất là zin. Vâng, một chiếc xe Toyota Innova 2007 bản G xịn, số sàn 2.0, tư nhân chính chủ, biển Hải Dương, 34A04435. Một chiếc xe còn quá là mới và rất chất lượng cho mọi người. Cam kết cho anh em xe đẹp, không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu Innova này thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và rất chất lượng cho mọi người. Vâng, bản G thì nó được trang bị đầy đủ hệ thống la đăng đúc nguyên bản theo xe, hệ thống gương kính chỉnh điện, hệ thống cảm biến va chạm, nói chung là đầy đủ hết. Đấy, ABS, túi khí thì cái đấy là không thể thiếu trên một chiếc xe bản G rồi. Đăng kiểm chiếc xe thì có đến tháng 5 năm 2023. Và tất cả hệ thống đèn pha, đèn trước của nó còn đều là nguyên bản. Đây là một bộ đôi đèn nguyên bản từ đầu. Nguyên bản từ đầu, các bạn nhìn thấy đây, nguyên bản từ đầu. Thì nó có độ cũ, độ ố, nhưng mà nó ố nó đều nhau, chứ không phải là một bên mới, một bên cũ. 34A44044435, biển số của chiếc Innova G 2007, số sàn, một chiếc xe khá hợp lý cho mọi người. Và đây là phần lốp này. Lốp thì các bạn thấy đây, trang bị la răng R15. Lốp mới thay 4 quả tháng 20 mùng 2 tháng 4 năm 2022. Quá đẹp cho mọi người. Và tất cả bên trong khu lốp của chiếc xe này không có vấn đề gì đâm va tai nạn hay cầm nước gì, và không có mục mọt gì. Tôn vỏ của nó này, và các bạn nhìn thấy nó bong một tí sơn thôi, nhưng mà sơn của nó khá mỏng này. Đó là cái vấn đề mà Tuấn Anh muốn nói tới ở con xe này. Đăng kiểm đây, rất là nét luôn. Đúng không ạ? Tay lắm mở cửa mạ chrome, ốp gương mạ chrome, và tất cả mọi thứ chiếc xe đều rất là đẹp. 4 quả lốp mới, cảm biến áp suất lốp này, 4 quả lốp mới này, cảm biến áp suất lốp này, đài lốp này, lốp R15 này. Đấy, rồi thay rồi, ngày thay rồi. Đấy, rất là đẹp cho mọi người. Đấy, rất ok cho mọi người. Vâng, bỏ ra đây 22 các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp cho mọi người. Còn gì bằng, còn gì bằng khi một chiếc xe mà chủ nhân của chiếc xe này đã trang bị và đã bảo dưỡng, thay lốp, màn hình, thay dầu, về các bạn chỉ việc đi thôi, thì đây là một chiếc xe quá lý tưởng để chúng ta sử dụng rồi. Đúng không ạ? Quá lý tưởng. Đây, 4 quả lốp rất là mới luôn. 4 quả lốp rất là mới luôn. 4 quả lốp rất là mới luôn các bạn nhé. Quá yên tâm cho mọi người luôn. Đấy. Đây, nội thất chiếc xe nó quá đẹp rồi. Đấy, quá xịn sò rồi. Đấy, các bạn nhé. Vâng, bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe Toyota Innova 2007 số sàn. Đấy, các bạn nhìn thấy đây. Đấy, chủ nhân này lót sàn, bọc sàn hết này. Đấy. Giá này em bán rẻ hơn cái giá lúc đầu về luôn đấy. Đấy, các bạn nhé.
Đó, chân lỉ nguyên bản, ba dàn điều hòa, bọc ni lông đầy đủ hết này, tất cả còn rất là đẹp cho mọi người. Đấy, bà con các bác anh chị em nào quan tâm về chiếc Innova G 2007 này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng qua số hotline của em là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ ga của em nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và Tuấn Anh cũng rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác anh chị em đã đến xem, theo dõi và đến xem xe tại cửa hàng bên em nhé. Với cái giá tiền khá là hợp lý như này, hơn 200 triệu, 245 triệu, thì trong đó thì em sẽ bao rút hồ sơ tất cả này, con ốc bản nề của nó còn nguyên bản thế này các bạn này. Đấy, nó quá là yên tâm và nó quá là ok cho mọi người, còn rất là mới luôn. À, các bác là mà mua được con này thì nó quá là may mắn luôn, quá là may mắn cho các bạn luôn, với giá thành khá là hợp lý để chúng ta sử dụng. Bà con của bác anh chị em ạ, bà con của bác anh chị em chỉ cần nhấc máy lên thôi và alo cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng thôi, xe về đến nhà cho các bạn luôn trong ngày Tết cũng có là ok luôn. À, rất là đẹp màn hình này. À, tất cả còn rất là đẹp và nguyên bản nội thất ghế da và các bạn đây. Tất cả còn rất là đẹp này, anh em thấy này. Vâng ạ, một chiếc Innova G 2007 số sàn 2007 với giá bán 245 triệu đồng. Vậy thì bà con có lên mua chiếc xe này hay không? Đấy, các bạn không cần mua cũng được, các bạn chỉ cần đến với Tuấn Anh, các bạn ngồi lên xe Tuấn Anh và các bạn cùng chạy thử với Tuấn Anh thôi là các bạn sẽ thấy được chất xe nó như thế nào và đánh giá cùng Tuấn Anh thôi, chưa cần các bạn mua. Chưa cần các bạn mua. Và giá cả thì chúng ta có thể là thương lượng cũng như chúng ta có thể là anh em thương lượng cũng như là đấy. Các bạn nhìn thấy những cái phần bia gầm này. Đấy, anh em thấy cái phần bia gầm của nó này. Đấy, các bạn thấy này. Nó quá uy tín luôn này, quá uy tín luôn này. Đấy, rất hiếm. Rất hiếm kiếm được một con xe mà chất lượng như thế này. Đấy, bây giờ chúng ta lên xe và chạy đè lỗ thử xem con xe này thế nào. Đấy, các bạn thấy đây. Trang bị cảm biến áp suất lốp đầy đủ này. Chạy chuẩn 164.600 cây. Đấy. Màn hình Android xịn sò. À, các bạn về chỉ việc lắp sim vào thôi. À, cam lùi nét căng, có cả hệ thống cam hành trình. Đây các bạn thấy xem cam hành trình luôn. À, có cả tốc độ trên đây luôn nhá, có cả tốc độ, nó cảnh báo tốc độ luôn các bạn nhé, cảnh báo tốc độ luôn này. À, chúng ta sẽ cùng xem này. À. Đâu rồi? Đây. Cam hành trình này. Có cả Vietmax app 1 này. Đấy. Một cái hệ thống rất uy tín. Đấy, đường không tên này. Rồi, hiện tại chiếc xe đang đỗ ở vị trí này, ngay rìa đường quốc lộ 10 là cái điền đường này này. Đường này là chạy về Quảng Ninh nhá, Quảng Ninh, Hải Phòng, huyện An Dương, đúng chưa? Đây là phần cam hành trình. Ok chưa các bác? Thế thì còn còn cái gì nữa mà các bác không mua chiếc xe này? Em nói thật, còn cái gì nữa mà để lưng nữa không ạ? Innova thì nó rất hiếm option, nhưng còn cái gì ở chiếc xe này mà không lưng được nữa đâu? Đó ạ, lưng những cái mà thiết bị, những cái mà phục vụ cho chúng ta chạy ngoài đường nó đã có hết rồi. Về chúng ta chỉ việc chạy thôi. Đây, cái những cái phần khóa mở cửa này. Đây, tem này. Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Ok chưa các bạn? Quá ok luôn. Vâng, các bạn nào mà có nhu cầu thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho mọi người. Quá yên tâm rồi, không phải bàn một cái gì nữa rồi. Khẳng định với các bạn là không phải bàn một cái gì nữa rồi các bạn nhé. Đấy, gạt mưa phun nước của chiếc xe này nó quá uy tín luôn, quá uy tín luôn rồi. Đấy, giờ chúng ta sẽ xuống mở phần khoang máy chiếc xe ra, xem cái phần khoang máy của nó như thế nào, xem thằng Tuấn Anh này nó có nói phét hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem nào. Cửa đóng cứ gọi là chắc lịch luôn. Đấy, hệ thống đèn này buổi tối này, ánh sáng trắng này. Đấy, bạn thấy này, rất yên tâm cho mọi người. Máy của nó các bạn nhìn thấy này, máy này, hai phần bụi bẩn luôn và rất là khô ráo luôn, các bạn nhìn thấy phần máy, mặt máy này, cái da máy này, hiếm có một cái con nào nó như thế này luôn, không đóng một tí gì luôn, chia mép này, tem này, tem cứng này, đầu giằng đây, làm sao phải suy nghĩ về con này đâu, làm sao phải suy nghĩ, keo chỉ này, keo chỉ này, tất cả lắp cabo của Toyota này, tem này. Làm sao phải suy nghĩ về cái chiếc xe này làm gì? Đầu răng, đầu sắt xi, chiếc xe thì tôi đang khẳng định với các bạn một điều rằng là cam kết cho anh em không có đâm va, đâm xô tai nạn và cũng không có ngập nước gì. Và tất cả bên trong rất là sáng này, khá là đẹp này. Rất là đẹp, khá là sáng này mọi người. Không có dây điện lằng nhằng hoàn toàn là vằn ở con xe này luôn. Đó, không có dây điện lằng nhằng hoàn toàn là vằn ở con xe này luôn. Đó, bà con, các bác, anh chị em nào có nhu cầu quan tâm về cái chiếc xe Toyota Innova 2007 này, đây chúng ta xem phần bên dưới này.
quá là đẳng cấp rồi. Không lỗi đúng không ạ? Không lỗi, máy chất gầm chắc con này thì chắc chắn rằng rất là chất luôn. Ok, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho anh em về chiếc Innova G 2007 số sàn bản G 2.0 tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Rất là đẹp cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.